Đây anh em, tôi cần này, điện pin này, mấy cả lục này, mấy cục mồi này, anh em nhìn cục mồi rất là bé này. Thế thôi, hôm nay tôi sẽ đi câu rô phi, câu mồi tê, không ném mồi 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 ấy. Bởi vì cái rô phi là ở cái chỗ này là nó là gần như cái rô phi tự nhiên. Câu nó rất chi là ấy. Cá nó không to, nó chỉ bằng 3 4 2 3 ngón tay, 3 4 ngón tay thôi. Câu tôi đi câu chơi thôi. Câu về cho ông anh ông cho gà. Kim. Này. Đây cái can 5 lít này, cắt đi. Đấy. Đấy, một cục mồi rất chi là nhỏ nhé. Tí xuống anh em xem cái lợi hại của mồi tây khi tôi trộn cái mồi bê rô phi này. Đây, bé tí thôi, nhưng mà chỗ này phải câu 2-3 tiếng không hết. Ok, bây giờ chúng mình anh em ta lên đường. Đấy, ok. Trinh ơi, soi hộ anh cái. Đấy, cả bên này. Đấy. Quay từ cái lúc lôi phao ra để nó máu. Ô đi, bị đi nào bên đâu à? Ô, làm hai cục biên mới vậy. Ok. Đi ra đây. Hành nghề tìm chuột. Rồi câu rô phi chỉ cần cần nhỏ thôi, cần cần to. Rô phi bé, giết gà không cần rau mổ trâu. Cái mặt anh ra tối qua anh về anh vào vứt vào cuối cùng đây, máy ra thì nó nhẹ. Mua thằng giật lúc này. Em mặt anh lên. Sát rồi đây. Có cái kìm ở trong cốp xe chị nhỉ? Có kìm không đây? Em lấy cái kìm này. Về sẵn luôn. Đó, đèn pin. Về xuống nơi, xuống phát thả luôn. Nói nhiều. Đây, vì cái đo sẵn này. Đấy, về này. Em câu rô phi không nên về chặt quá đấy, bóp cho nó xòe xòe ra như này. Đấy, để nó xuống mùi nó nhanh tan. Nhanh ra, nhanh ăn hàng. Đấy, bây giờ xuống. Đánh luôn. Cái này thôi. Ok, bây giờ quay cái lúc lên con đầu tiên.
Đấy. Câu du phi không cần chúng ta đấy. Đấy. Trời ơi. Kéo rồi còn đấy mà không được nhỉ. Không chịu điểm. Đóng đây. Anh chậm. Đấy chứ nhỉ. Con lòi mặt anh không thấy được. Quấy. Vô vớt con kêu. Nó chạy kìa. Chịu quá nhỉ. Vâng ạ. Nó chạy kinh thật. Gì ạ? Biết con gì mà nó từ từ nó đi nó phi. Và chúng mày ông kêu cầu. Hốt luôn. Không ạ. Đây à? Chạy đi mà nước trong mắt anh quay về. Ui. Hai con rơi xuống trên đó. Hỏi con này không nâng tay nữa để lên cho đẹp. Ở đây có nhìn được gian tiếp này không? Được. Để cái chìa khóa nó trong đây không? Bắt hai con. Thấy mà. Đấy, hàng đầu tiên. Giờ thì có được 4 con rồi. Em đang nhắn tin anh quay. Quay thế mà không quay và nhắn tin được. Nhắn được. Đúng chỉ tiêu mà làm thôi. Ôi ơi. Ô, có gì thì bơi mẹ ra rồi. Anh kéo lên cái. Bơi vừa ra bơi ra. Con đấy thì chạy đâu thoát được. À, đây. Đây rồi. Ờ thì mình hóa ra là mắc lục của mình. Bảo có gì bơi ra rõ ràng nhìn thấy có thật. An toàn. Tưởng này đánh năng chê nữa. Nhòm sợ
mẹ mày đi. Ít mẹ lo, lo hỏi mày lời mẹ. Bắn ít mua tôi bắn nhiều. Thấy anh em thấy nhạy không? Tính bọn đấy chứ. Mồi kinh khủng khiếp không? Nhưng bắn nhiều, phí mồi. Qua hai ông ngồi đấy nhéo lên con nào, sau người ra mình cho ít mồi, cho lên luôn. Dần được khí xong mình về để cho dần một con một bàn tay. Con này ăn thế cả. Lúc nào mà em câu nhất toàn rô như thế như vừa rồi. Vâng. Xong rồi bằng bàn tay qua cho ông kia là 7 con bằng bàn tay. Rồi. Cái loại số 6 mang về cho có cò bao nhiêu. Nhảy xong xong xong. Mẹ anh đi mua cái can 5 lít anh cắt đấy. Ngon không? Mua. Chẳng mua. Mẹ tìm cái can nào đấy không bảo em tìm cái can nào. Ôm lòi. Đấy. Nhìn chưa? Rồi. Chép vào đấy. Quay câu lúc ăn chép vào thôi to. Cái này thì phát đặt xuống luôn chứ không dê dê là mắc. Có bậc thì tâm cấp à. Nào dê mất hết. Căn là đầu cần đặt mắt đúng đầu cần. Em câu ấy cái con. Con này to rồi. Ngon đấy. Con kia già mấy rồi. Lưng can đầy can tối là đầy can. Thế mà hôm qua hai ông ngồi cả tiếng đồng hồ được hai con. Rồi, hôm qua nó không cắn. Mà hôm người ta sáng người ta câu nhất là đoạn cống cống này à, khó mà. Hôm qua em cũng câu ở đây đây, làm gì cho không cắn. Hôm qua lúc đầu ông câu đến ngồi tiếng đồng hồ ông chuyển chỗ mà mới được một con đây. To rồi đấy. Toàn câu to rồi, mai toàn câu tương rồi. Qua em cũng câu đây, em cho nguyên gần chục con rô này rồi. Rồi nhưng mà mới đầu câu lúc không ăn. Đây toàn tô như về nữa. Sau em cho ông ấy một ít mồi của em, ông ấy mới câu được. Ủa đéo biết làm mồi nhỉ. Đó, toàn tô như ơi chứ nhỉ. Không về làm đâu. Mày. Đi mẹ xuống đất bắt đầu nó cung nhỉ. Chặt đất là nó cung mẹ. Cả tìm thế là tốt rồi. Ăn đang ăn thua đâu. Ờ,
Thôi cho ông ấy, mỗi ông hai ông ấy, một cục bằng ngón chân cái, các ông ngồi các ông quê các ông câu mới được. Hôm qua em câu lúc cho các ông ấy, em mang mỗi ít cái loại thau thấu về cho ông anh ông cho thỏ ăn to cho hết. Con bé thế mà ông giật căng tay thế. Đấy, lôi lôi tao tưởng dính cá chép. Cầm vây lưng. Con này vẫn bị dính đạn. Đi xíu mồi. Đấy, cái thả đấy là đẹp. Nhú luôn à? Nó đi. Mặc ấy là phao bị tụt, tụt dưới à? Ấy thả đâu cần nó nhún luôn à? Nhiều nhiều ăn nó to. Đợt vừa vừa thôi. Tụt phao. Lúc nó nháy nháy là nó dính rồi đấy, không cần để chìm đâu. Con to nó hay vào nó tranh trước cái lúc sớm sớm đấy nhá. Nháy nháy phát đóng luôn, thả phát đóng luôn. Con thả quá. Cứ đầu cần thả thôi. Nháy rồi, đóng là chết. Con gì đây? Có con gì bơi đây à? Là cá bé. Đối vận là câu toàn cá bé nè. Nhảy móc mẹ tay rồi. Sướng câu thằng ngồi cho đèn. Cởi hôm qua rồi. Mình câu hai ông kia cứ ngồi nhìn. Ông kia rồi. Đó ra ngoài. Nhảy luôn kìa, đóng luôn. Chết con mẹ mày. Đấy, to. Ui, ui này đi bẻ móc người đau ra. Đấy cái tầm mới là hay là con to nữa. Để lâu lâu là con to nó chui con mẹ ra. Cặp lưng. Con to là thường nó phi vào đầu tiên. Thả phát là nhảy cái giật luôn. Cứ để sặc 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 về sau là hay dính con nhỏ. Ở đâu? Bắt luôn. Nó bị ốm sắp chết rồi. Mùa này vẫn câu được hôm nữa. Con lấy mẹ cái vẻ màn cuốn mồi lại. Đã là vào ăn được thôi nhưng mà không ăn được nhiều. Giật không hết. Đó, được không?
ống luôn. Cứ một câu lâu lâu là chép nó vào. Sinh ạ. Ông giật mẹ gãy cả cần của mình. Có cá chép. Lên vẩy bằng cày. Giật gãy đôi cần. Thế ông lôi đi mẹ. Nhìn cần còng tớ cứ thế ông lôi. Đấy, đấy là đẹp. Đóng. Giật mạnh quá, giật mạnh cẩn thận nó bắn vào mặt đấy. Mày giật tao sợ vãi lồn. Mày tao ngồi tránh ra đây. Không khéo ngồi đây nữa nè, giật vào mặt dễ hơn đấy. Nháy đều đều một tí. Ui, xoay đèn mắt là đỏ như mắt mèo. Ngao kìa. Mày. Tối nó chẳng đỏ. Không biết thay. Về. Mệt thật. Mày còn cứ bắt thằng Hải đi ăn đêm mà. Đóng hai con. Ba ngón tay. Gỡ một con ra cẩn thận con kia nó dẫy địt vẻ lục đóng tay đấy. Cái hôm đi Đông Anh con chép mày gỡ hôm đấy nó mà đóng vào tay thì thôi nát tay. Phải cầm cái kim thì tập vào vây vào trong cái hồ của anh Cát hôm đấy. Hồ đấy vừa vẹt lên. Mới vẹt sạch. Xong mới thả sau lại. Nhà nào phải ăn cá đấy ngon nhỉ. Được con mẻ ăn em ngon. Em hỏi bọn kia rồi. Bảo là hồ đấy nó vừa anh chặt vừa vẹt xong thì khai trương luôn. Được đúng con mè to thì ăn còn dai, con được hơn 7 cân thì ăn còn dai. Chắp mới chấm ăn không ra cái gì. Thả dính mẹ luôn rồi còn lôn đầu mắt. Hít khói mắt vào ngay. Mỗi con mè ăn thơm nhỉ, mè to ăn thơm. May nó mè lai cho nó mè to như cứt. Nhấc cá lên phất cả hồ ra xem. Tôm, tép. Thi thoảng thấy con tôm càng to lắm. Chơi anh đi anh chặt phát đứt hai cái râu, chặt trượt đứt hai râu, cứ thế nó bơi nó nhảy vô. Ngồi ngay quay sát phao luôn. Đấy, chuẩn bị nhảy luôn. Nhảy luôn rồi. Đóng.
vừa không được. Công nhận cái mùi về này ngon nhỉ, chuẩn nóng liên tục. Qua hai ông kia mà không cho mỗi ông một ít bằng ngón chân cái thì cũng về không. Đấy, câu ngay đầu cần, mà nước ở đây khá sâu, 2,5 mét cơ, đóng luôn kìa, nháy nháy kìa. Đấy, anh em nhìn chưa, nháy này, chết. Đấy, chết rồi. Rất chi là nhạy. Quên cái lúc trộn thì tôi không hướng dẫn nè. Hôm sau tôi đi thì tôi trộn, tôi hướng dẫn anh em cái bài mồi câu rô phi này rất chi là nhạy. Nay tôi trộn, chiều tôi trộn, tôi bỏ có trong cúp xe. Xuyên qua đâu? Qua xuyên đi kia mồm luôn. Mọi khi đi này mà ngồi này mũi nó đốt chết nhỉ? Đấy, chuẩn bị nhú luôn này anh em, chuẩn bị này. Đấy, nhú luôn, đóng. Chết. À, là 2-3 ngón tay, 14 ngón tay. Khi thẳng mới được con bằng bàn tay. Xuống phát nó nhú luôn nên là hay được con to, Trinh à? Nó không nhảy xuống, nó cứ trên bờ đấy. Giật này đi giải trí, xả chết thì sướng rồi ở nhà. Lô phi về rắn giòn tốt. Đấy, nháy luôn. Đấy, thấy chưa? Nhá, cứ vừa thả phát nháy luôn là toàn con to đúng không Trinh? Dạ. Cứ để lâu là không được, cứ thả phát là rồi thấy động phao phát là giật ngay, đóng hàng to ngay. Con to định tẩu thoát à? Ai là anh để cái tay bên cạnh cái đèn này, nó tự dưng quay nó hồng, video nó hồng lên này, nhìn như kiểu là buổi chiều ấy nhá Trinh ạ. Đây này, nhìn đỏ đỏ này. Đấy, tự dưng lại sáng hơn này. Đây anh em này. Câu du phi phải thế này mới thích này, chuẩn bị nháy luôn này. Rồi nháy rồi, đóng. Con này thì không được con to. Ông lúc nãy nó có toàn nháy, anh đóng luôn đấy, toàn con to à nhỉ? Toàn bằng 4 con tay. Ok. Tạm thế thôi, đi quay tiếp.